Xin kính chào toàn thể các bác. Xin trân trọng thông báo lại với các bác là sau một thời gian hết vải và không báo trước thì đến ngày hôm nay em đã về được hai cây vải, hai cuộn vải rất là nặng. Và vải đợt này thì lại dày hơn lần trước rất là nhiều nhá. Nên là các bác có hỏi thắc mắc ấy là vải của em có dày không, như này như kia. Như cái này thì chắc chắn phải nói là siêu dày rồi. Đây các bác nhìn này. Đây là cái mặt trong, tức là mặt này là mặt mịn này. Đây em sẽ bỏ cái này ra để các bác xem này, lật hẳn ra, lăn ra một hai vòng để các bác xem này. Đấy, tức là cái vải này các bác có thể sử dụng hai lớp nhá. Ví dụ đây lớp này là mặt trong này, các bác nhìn không? Đấy, ví dụ đây mặt trong này, các bác nhìn này, nó theo kiểu là mịn, kiểu như mịn như là màng nhung ấy, rất là mịn nhá. Đấy là mặt trong. Còn cái mặt ngoài của nó đây, đấy, nó có nỗ, nhưng mà không phải là nỗ mình nhìn thấy được, hay là nỗ nhìn xuyên được. Nó dày đến mức là không thể nhìn được. Tại sao nó dày thế? Thì tại vì đây, các bác nhìn ở cái chỗ đoạn mép này, thì vải này là em lấy là lại của chủ xưởng, nên là nhiều đoạn nó kiểu như là bám bụi này. Đấy, đây các bác nhìn này, nhìn đây là thấy này, ria mép này, nó là hai lớp vải ngoài và một cái lớp gọi là xốp mịn ở giữa. Và cái loại này mà các bác dán vào cái loại lưới chắn bụi của loa thì không nhìn thấy gì luôn, kín bưng luôn. Còn các bác thích loại nó mỏng hơn ý, thì cũng có nhá. Thì đây là thông báo các bác là có hàng về. Bỏ công đấy thì lấy hẳn hai quận luôn, tốn tiền tí nhưng mà nó được việc. Chứ không các bác gọi đặt hàng xong là mồm cứ báo là gửi rồi, đến lúc kiểm tra lại ô thế không thấy đơn đâu, để lâu quá chả dám gọi cho các bác nữa. Gọi các bác chửi em cũng chả dám. Thì đây nhá, báo giá lại các bác là 160.000. Lần này đắt hơn, bởi vì cuộn này không phải là dài 1,5 m, à 1,4 m nữa, mà cuộn này nó dài hơn. Để các bác chờ em chút, em sẽ lấy cái thước em cùng đo cho các bác cùng xem. Đấy, vừa về đến nhà xong. Đấy, vừa về đến nhà xong. Đây, em lấy cái thước em đo cho các bác xem, chứ không các bác lại bảo em là cứ nói điêu thế này thế kia. Nói là nói thật luôn, nhiều các bác cứ bảo em là nói vui thì em không có nói vui đâu. Cái này em nói bằng thật luôn, chứ bây giờ nói vui các bác làm cái gì. Đấy, nha. Đây. À, con này là vào hơn 1 m, 1,56 m, gọi là 1,5 m đi, một chiều 1 m, một chiều 1,5 m là 160.000 các bác nhá. Một chiều 1 m, một chiều 1,5 m là 160.000. Đấy, nguyên cả cây đây nhá. Cây này thì nó vài đoạn nó bụi bẩn này thì em không bán đâu, em sẽ cắt những đoạn đẹp nhất mà bán cho các bác. Cuộn này trông thế đồ rất là nặng, cuộn này cực kỳ dày luôn. Để ví dụ cho cái sự dày thì em đây có một cái đoạn nó hơi bùng nhùng đây. Đây là tay nhá, đây đoạn này hơi bùng nhùng này, các bác nhìn thấy tay em ở dưới không, có nhìn thấy không? Nó dày đến mức này đây, dày cực kỳ luôn. Loại này lấy đèn pin soi nhá. Đây là các bác dán cái này vào trong cái lưới mặt trong của cái loa, xong các bác cầm đèn các bác dọi trực tiếp vào, không nhìn thấy màng loa thật luôn, không phải nhìn lấy điêu hay bốc phét được, không nhìn thấy màng loa, tức là không nhìn thấy gì cả, chống bụi cực kỳ tốt luôn. Lưới này mới đúng gọi là bản chất của cái lưới chắn bụi. Đấy, lưới chắn bụi thì nó có nhiều loại, loại nhỡ, loại dày, loại mỏng. Loại này là loại dày, gần như dày nhất rồi. Đấy, vỗ vào cái cuộn này mà nó bình bịch thế, các bác biết đấy, rất là dày. Thì đây nhá, là 160.000 một mét, một chiều 1 m, một chiều 1,56 m, gọi là một chiều 1 m, một chiều 1,5 m, được chưa? Thực tế nó được 1,6 m cơ, nhưng mà nhiều đoạn nó bị hụt. Đấy, thì đây các bác nhìn này, chính thức là nó có 1,5 m thôi, còn đoạn này nó hơi thò ra một tí này. Đây là các bác, nếu mà ở những cái góc kia là các bác sẽ thấy luôn là cái hai cái tấm vải của nó, hai cái mặt vải của nó như thế nào luôn. Đấy,
báo cáo các bác là thế, thực tế nó là thế. Sau một thời gian hết vải, không biết là hết vải, cứ mồm cứ nói là còn, các bác chờ không thấy đâu, xong các bác gọi điện mắng em như đúng rồi thì em sai em phải chấp nhận thôi đấy nhá. Thôi chốt lại là một chiều 1 mét, một chiều 1,5 mét là 160.000, và nó nhanh ấy là bao ship. Cái này em không lãi được nhiều đâu, mỗi 1 mét vuông em chỉ lãi được có 20.000 thôi, trừ hết tất cả thì lãi được có 20.000 thôi, còn các bác mà cả thì đi mua chỗ khác, em không bán luôn. Thì nhiều các bác là cứ thấy bán hàng nói chuyện có vẻ vui vui dễ tính thì các bác này hay bắt nạt em quá. Ok, thì đây thông báo các bác là có hàng về nhá, các bác cần thì liên hệ trực tiếp. Lưới là màu kiểu màu đen, nhưng mà nhìn đây phản xạ ánh sáng thì trông nó kiểu như là cái màu ghi xám ấy, nó kiểu lưới nó bản thân của nó màu đen. Cái loại này mà các bác lấy cái lưới sắt đậy lên che lên thì đẹp tuyệt vời luôn. Đây em lấy tạm cái tấm sắt này các bác nhá. Đấy, tấm lưới sắt này che lên này, nhìn này. Đấy, nó kiểu như thế. Hay mặt này nữa cũng được. Đấy, nó kiểu như thế, gần như là không nhìn thấy luôn, đen kịt luôn. Kể cả bây giờ dưới, ví dụ ở đây có một cục vàng, vàng thật nhá, em chèn ở dưới cái tấm vải này, các bác không nhìn thấy được đâu. Nó cản, gần như là cản hết tất cả cái ánh sáng, nhưng nó không cản đến chất âm nhá. Còn này nó không ảnh hưởng đến chất âm. Đấy, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất âm. Thực tế em đã lấy thử một ít về, em bịt trước cửa nó tép gấp 2 lần, 3 lần thử rồi và đo rồi. Nó không ảnh hưởng đến chất âm, nên là các bác nói là cái này ảnh hưởng chất âm thì không có đâu. Đấy. Ok. Video đến đây kết thúc nhá. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.